Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Có người đấy hả? Một đứa ngay chỗ này thì phải này. Chắc là nó vừa chạy lên tầng 2 thôi nha em ơi. Chả nghĩ vậy. Đây rồi em ơi. Đây rồi em ơi. Ok. Xanh mẫu cho em, buồn cho em ơi. Kẹo sẽ cuốn máu cái đã nha em ơi. Hello các bạn ơi. Đấy, cuốn máu đồng hòa nhá. Và chuẩn bị đây nha em ơi. Ok, nạp đạn luôn. Khá ổn nhỉ. À, bọn này bắn súng ghê nhỉ anh em. Thế thì ghê rồi, ok các bạn ơi. Qua phía này anh em ạ. Nào, mình lại sấy cho chúng nó kiểu cảm giác SML luôn ấy chứ. Tiếng chân anh em ơi, tiếng chân. Đây này. Đây này anh em, đây này anh em, đây này anh em, ok. Xanh mộ nha em ơi. Ôi có cả scope đi cả. Thế thì ngon rồi, scope đi này các bạn ơi. Đó, tuyệt vời. Combo này thì ổn rồi nha anh em ơi. Đây, kẹo sẽ quần màu có đã nhỉ. Quần màu đa hòa luôn nha anh em ơi. Hôm nay chắc là tầm khoảng 11h15 thì kẹo sẽ offline nha anh em. Tầm đấy kẹo offline nha các bạn ơi. Ok. Qua một chỗ đây coi nào. Wow, không còn một ai cơ. Hẳn là không còn một ai. Một cái bảng súng level 2 này. Ngon. Quá ổn. Chắc là mình sẽ lấy tạm xe máy đi săn người anh em ơi. Lấy tạm con này nhé. Cùng kẹo đi săn mạng này anh em ơi. À, bắn nhau ghê vậy. Đây à? Ở đây à? Bắn nhau ghê vậy hả các bạn ơi? Kẹo sợ các bạn rồi nha. Kẹo sợ các bạn rồi nha. Xanh mộ cho em. Thế nên này. Wow, đậu xanh. Phía trên này à? Ok anh em. Đây à? Ui đây à? Đây à? Ui đây à? Ui đây à? Đậu xanh. Ui đây à? Mày chạy với anh à? Để coi mày định chạy với anh à em ơi. Mày định chạy với anh là hơi bị sai lầm đấy nhá. Ui đâu vậy? Ui đây anh né đi. Cho một cái này. Ui dựng băng keo cả. Dựng băng keo kia vậy. Wow. Ui. U nè. Dựng băng keo kia vậy. Ui. Dựng băng keo kia vậy. Ui. Dựng băng keo kia vậy. Ui. Kia vậy anh em. Ui. Đậu xanh. Đậu xanh. Ui. Kể cả là chơi bom choáng nha. Anh chấp chú một bát luôn nhá. Bom choáng này. Chơi bom choáng không ăn được sĩ kẹo này em này. Anh em thấy tôi ghê chưa, kiểu pha cản phá bom choáng nhá. Tôi đâu có ngại bom choáng đâu. Ok các bạn. Mỗi tội là bây giờ là hơi bị thiếu đạn tiểu liên một xíu nha anh em. Thằng bé dùng hẳn bom choáng cũng kho được kẹo này. Anh em thấy ghê chưa, ghê chưa. Còn lại 42 viên đạn tiểu liên nha anh em. Thêm máu đây. Bây giờ có số công đấy có rồi. Tôi chưa có cơ. Và đây là quả bom keo đầu tiên của kẹo rồi nhá. Trong cái ván đấu này thì còn lại đó là 20 người chơi anh em ơi. Kẹo đã có cho mình được mạng thứ tư này. Và mình đang cố gắng thu thập thêm một số đạn tiểu liên nữa. Đấy. Thì mới chơi ổn được anh em ơi. Chỉ ít đạn tiểu liên quá thì cũng hơi chán nhỉ anh em. Ok này. Qua phía này và wow. Không có gì các bạn ơi. Tránh ghê cơ. Để xem mình lên phía trên cái đã anh em. Phía trên này thì mình có 8 túi máu đây. Mình sẽ vứt bớt 2 túi máu đi để lấy thêm đạn xuống tự liên nhá. Ok quá ổn. Tầm này thì ổn rồi. Xem bây giờ lấy tạm con xe nào mình chạy đi xe mạng đạn anh em ơi. Đấy đấy. Lấy tạm con xe này nha anh em ơi. Con xe này mình nghĩ là xe mạng cũng được đấy. Đấy anh em, let's go. Cùng kẹo đi xem bạn nào anh em ơi. Cố tốc một nhanh. Ok, kẹo cố tốc một nhé mọi người. Làm quả lúc nãy kiểu liệu choáng mù mắt anh em ơi. Mình sẽ lên phía cánh đồng rồi đã anh em ơi. Wow. Lên luôn nhỉ anh em.
Em ơi, anh có hack đâu em ơi. Các bạn bảo anh hack hơi bị sai đấy nha. Anh hack bao giờ đâu em. Có xe à? Có đây em ơi. Xe này à? Đậu xanh này. Đậu xanh này. Ui. Đậu xanh này em ơi. Ui. Gì vậy? Quá hư cấu. Ui. Em định cán anh à? Cán kẹo sao nổi hả các bạn ơi? Ơ. Thằng này nó không có hầm sao rồi nha em. Nghèo vậy. À đây. Hầm sao này nó không có gì ấy. Chắc là vậy anh em ơi. Nâng giáp để có được giáp 4 nha các bạn ơi. Ok đã ghê. Chả đã có được một cái giáp level 4 rồi nha các bạn ơi đấy không. Bây giờ cùng kẹo xem bạn anh em ơi. Anh bắn như hack. Thank you mọi người. Còn lại 12 đứa này cố gắng kiếm lấy một cái trận top 1 nha anh em. Đây kẹo đang cố top 1 nha các bạn ơi. À mãi phía sau này có một đứa này. Đâu vậy? Bây giờ thì kẹo vứt luôn xe nha anh em ơi. Chạy bộ cho nó an toàn đấy. Chỗ nào nhỉ anh em? Thấy lúc nãy UAV quét qua là phía xa mãi chứ đồ này có ngay một đứa nhá. Chạy tìm thằng này có lẽ hơi bị mệt đấy anh em. Đấy là cậu. Đây phía trên có nào anh em ơi? 12 đứa nữa cơ. Ok để coi. Wow. Không có ai cả buồn kết ta. Nó chạy xuống khu này thật sự là kiểm tra cũng không có này. Mấy hiện tại thì lại không có đâu dập thanh cơ. Cái gì cũng khó khăn cả. Khá là khó khăn anh em ạ. Wow. Thế mình sẽ qua thử con này coi. Đấy. Ở kia là kẹo đã thấy nó có một cái nâng giáp nhá. Để nâng được lên giáp 4,5 luôn. Cho nó ổn. Được chưa anh em? Chắc chắn anh em sẽ cảm giác là nó ngon đấy. Đây các bạn đây. Nâng lên giáp 4,5 luôn. Ngại gì đâu hả anh em. Thêm máu này. Ủa rồi. Mỗi tội ba lô là chưa lượm được ba lô 3 nhá. Sự đã cố gắng lượm được một cái ba lô 3 nữa là ngon nhá. Bo lần này thì đang còn khá là to này. Mới là bo 2 thôi anh em ơi. Hôm nay anh like từ lúc 8 giờ hơn một xíu nha em. Đây là hơn 11 giờ một xíu thì anh sẽ offline nha em. Wow. Chưa có ai, chưa có ai các bạn ơi. Và như này cả làm gì còn có thấy ai đâu. Cứ xuống phía dưới cái đã nào. Nãy giờ chơi game kiểu cảm giác căng thẳng quá cơ đây. 10 thằng nữa nha anh em. 10 thằng nữa thì mới lấy được top 1 cơ. Cơ hội đây còn mong manh lắm. Không dễ dàng gì cả anh em. Và mình sẽ lại tiếp tục quay trở lại thị trấn thôi. Có lẽ là mình sẽ kiếm xe mình qua cái khu vực công xưởng lại sân tập gôn luôn đấy. Có hai cô đấy luôn anh em ơi. Cho nó kiếm người ấy. Cho nó đông ấy. Không có. Mình sẽ ăn tạm cái nấm đấy coi. Ăn tạm nấm 3 cụ để lấy FP nhá. Bây giờ đơn giản là trận này thì mình không có add nhân vật tính năng nhân vật Migo ấy. Mình để mỗi Kelly này kết hợp với lại thay đạn nhanh của Nikita này. Đại tử nhanh ấy. Lại thêm cái giáp của Andrew nữa. Ngoài ra thì mình chẳng thêm mấy cái đồ gì đấy nữa cả. Đó và nó cũng chỉ có như vậy thôi. Đây có đời nha em ơi. Wow. Vâng quá ta. 9 thằng nữa mà này hơi to đấy. Và nó thu tại bãi tập côn hoặc là trung tâm này. Thế mình cứ qua là vừa từ từ anh em ơi. Qua mấy khu đấy là vừa. Chứ còn là bên này đảo bên này có thể ai đâu. À có xe. Có xe anh em ơi. Nó chạy có phía đây này. Ui. Chạy nhanh như này ai đuổi kịp hả anh em ơi. Mình sẽ đu dây qua cái đảo bên kia luôn nhá. Ăn tạm cái đấm bát của nó nhỉ. Cho nó full máu luôn. Đấy 200 EP luôn. Đậu xanh, đậu xanh. Làm gì vậy? Ui làm gì vậy? Xuống xem ơi. Đúng rồi xuống xem ơi nào. Xuống xem ơi. Wow. Ok xanh mộ cho em ơi. Anh đã bảo các bạn xuống xe mà không chịu xuống các em. Cái kết nha em ơi. Cái kết xanh mộ cho em ơi. Thêm bông keo này, ok. Kẹo to được à, kẹo có được thêm 2 quả bông keo anh em ạ. 7 túi máu như này là ổn rồi. Mình sẽ cần thêm đạn súng tự liên ấy. Đây. Vứt bớt đạn súng trường đi và lượm thêm đạn súng tự liên nha các bạn ơi. 149 viên này. Wow. Một đứa ngay phía dưới thính nhá. À đây. À đây rồi. Ui, à đây rồi nha mày. À đây rồi nha mày. Ui. Ok xin mộ nha em. Trời ơi thiên nhiên. Mà tính chơi anh hả em ơi đây.
Nhanh quần máu của đã anh em ơi. Ui, phía sau, phía sau. Phía sau các bạn ơi, ok let's go. Qua luôn. Đây rồi, mình thấy nó rồi. Mình thấy nó rồi anh em ơi, mình thấy nó rồi. Mình thấy nó rồi này, wow. Mình thấy nó rồi này. Xanh mộ nhà em. Bây giờ qua lúc sau nó coi xem là nó có 33 không nhỉ anh em. Có 33 thì ngon nhá. Ui, 33 này, tuyệt vời. Cái này ổn cả rồi anh em ơi. Tao nó ngon này, tha hồ mà chứa nha anh em. Quá đã. Mình sẽ lượm thêm đạn súng trường nha anh em. Ok. 146 viên đạn súng trường là ổn nha các bạn ơi. Chờ đợi nó anh em ơi. Chờ bọn thu nữa anh em ơi, bọn này to quá. Kẻ đã kill được 20 kill rồi nhá. Xem là bọn nó thu tại đâu thì mình mới chạy được anh em ơi. Bây giờ là còn lại có 5 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Hơi bị căng thẳng đây anh em. Anh em đã thấy được cái sự căng thẳng chưa nhỉ? Ơ có xe này. Mình không biết là nên lấy con xe này chạy hay không. Không cần đâu, bởi vì là tí đàn nào cũng phải bơi sông rồi. Xem bọn nó thu tại đâu đã anh em ơi. Wow, bọn thu sang trung tâm này. Thế lên xe mà chạy thôi. Chạy qua trung tâm các bạn ạ. Đây đây. Bởi vì là bo thu sang trung tâm mà anh em đây. Thế cứ chạy qua cái khu vực trung tâm thôi. 4 mạng nữa là top 1 rồi anh em ơi. Cố gắng kiếm cho top 1 nhỉ anh em. Đấy, hơi bị khó khăn đấy. Cứ chạy qua cái đã nào anh em. Ui, mệt mỏi ghê. Không sao cả, mấy khu này kẹo đâu có thấy ai đâu. Thế qua thẳng trung tâm kiểu gì cũng thấy người đấy, được chưa anh em nào. Let's go. Đây rồi. Bo thu trọn vẹn tại cái khu vực trung tâm luôn nhá. Mà cái khu vực này cũng to phết anh em ơi, nên là cứ từ từ. Những người đâu cả anh em ơi. Lên được cả trên nóc nhà cơ. Ok. Mình muốn xuống dưới các anh em ơi, không muốn lên trên đâu. Uầy. Tức là như là trên tầng 2 có người các bạn ơi. Chắc là trên tầng 2 có người anh em ơi. Ghê vậy ta. Đang có 20 mắt xem rồi anh em ơi. Để xem mình câu một quả lựu trên coi. Câu một quả lựu trên coi. Né đi. Từ trên không có ai cả. Nhưng mà nãy là mình thấy nghe thì tiếng nạp đạn đổ xuống các kiểu khá là gần đấy. À đây. Nó lái xe máy vậy. Nó qua đây rồi nha mày. Nó qua đây rồi nha mày. Qua đây rồi nha mày. Qua đây rồi nha mày. À. Qua đây rồi hả em. Anh qua ngay luôn nha. Thanh niên. Đậu xanh nha mày. Ui. Đậu xanh nha mày. Làm gì vậy. Đậu xanh nha mày. Ok đã xong nhá. Nay ngoài đường cũng có người đấy hả. Thế ghê rồi nha mày. Ui ghê rồi. Phía sau cũng có người nhà đây. Hơi bị gắt các bạn ơi. Mình sẽ xem mình kêu cái bọn phía trước cái đã anh em ơi. Phía trước có một đứa. Ngay mấy cái chỗ này thôi anh em ơi. Vượt thế ở ngoài mà anh em. Bây giờ nó chạy đâu rồi ấy. Wow, đậu xanh. Nó đâu rồi nha mày, có hai đứa cơ mà. Hơi gắt à nha. Hơi bị gắt các bạn ạ. Thôi kệ. Kẹo cứ qua phía này cái đã. Làm gì mà căng hả anh em. Đâu rồi các bạn đâu. Hai thằng nữa chắc chắn là ở khu trên anh em ạ. Hoặc là chỗ nào đấy nó đang núp thôi anh em ơi. Chờ bo nhỏ lại thì mình sẽ cứ được chúng nó thôi. Ok ok. Đây, kẹo nó chở bo thu nhỏ lại thôi nha anh em ơi. Nào. Các bạn, vào bo đi các bạn ơi. Các bạn còn chưa vào bo cả. Thế thì ghê rồi anh em ơi, anh em thấy căng thẳng chưa ạ? Đây đấy. Ngay căn nhà phía trên thôi anh em ơi. Kẹo từ từ đợi cho nó xuống cái đã.
Khả năng cao là chúng nó trên nóc nhà anh em ơi, đây là kẹo tìm không thấy này. Hơi khó, hơi khó. Trên nóc nhà thì phải anh em ơi. À, bó thùng rồi này. Quá đẹp anh em ơi. Bó thùng ở ngoài cơ mà, ok, công cứ chạy ra ngoài đi. Tôi sấy cho công sấp bạn rồi nhá. Hai đứa con lại ở trong anh em ơi, tôi ở ngoài này tôi có lợi thế nhất nhá. Đây, kiên nhẫn chờ đợi các bạn ơi, 24 giây nữa này. Kill 2 mà nữa, 11 kill top 1 là vừa nhá. Bà già Noel thì top 1 này anh em ơi. Ui, chúng nó vẫn im lặng này. Chưa đợt nào chạy cả này. Ok, để coi. Xem là các bạn nhây được bao nhiêu lâu nhá. Hai đứa ở ngay phía sau anh em ơi. Ok ok, đang có 20 mắt xem nha anh em. 21 mắt xem rồi. Thằng nào vừa lấy xe chạy về hả? À, một đứa chạy qua rồi cả. Chúng nó chạy ra ngoài cả rồi nha mày. Chạy ra ngoài cả rồi nha mày. Ui, chạy ra ngoài cả rồi cơ. Ui, cái đậu xanh này. Ui, cái đậu xanh này. Ui, cái đậu xanh này. Ok. Xanh mỗi chưa mày. Mình có 5 bông keo này anh em ơi. Đây anh em. Phía dưới này thì kẹo con nào. Ủa, không có. Thật kia nó ngồi đâu rồi nha mày. Thằng còn lại nó ngồi đâu rồi nhỉ anh em ơi. What the hell, bắt thu lên phía trên cơ mà. Nào, 10 giây nữa bắt thu rồi anh em ạ. Thằng kia nó ngồi sau gốc cây kia thì phải anh em ơi. Sau tảng đá này kẹo không thấy đây. Chắc là không có rồi. Bo thu chuẩn bị căng thẳng rồi anh em ơi. À đây. Tưởng gì? Tưởng gì em ơi nào? Tưởng gì em ơi nào? Lên chân đi em. Lên chân đi mày, lên chân đi mày. Ok. Lên chân đi mày. Ok, nhân giống này anh em, tuyệt vời. Yes, ăn mừng nè các bạn ơi. Wow, quá đã luôn. Trời ơi các bạn ơi. Định chơi mình hả? Các bạn định chơi mình hả? Yes. Anh em thì ngon chưa? Ngon chưa anh em? Vâng. Như vậy là trong trận đấu này thì kẹo đã có được top 1 với 11 kill nha anh em. Gắt chưa anh em? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.